Suốt nhiều tháng qua, cán bộ chiến sĩ Trung tâm ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân miền Bắc luôn tăng cường luyện tập các phương án phòng hóa. Nhiều nội dung luyện tập được thực hiện trên thao trường, mô phỏng sát với khu vực diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là tiền đề quan trọng để cán bộ chiến sĩ xử lý hiệu quả khi có tình huống xảy ra tại vị trí đảm nhiệm. Hiện nay, các lực lượng phương tiện của chúng tôi đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là tinh thần của cán bộ chiến sĩ, các đồng chí lái xe đã được tập huấn theo chương trình tập huấn của Tổng cục Kỹ thuật về khả năng cơ động và xử trí tình huống trong quá trình hành quân từ vị trí tập kết lên thành phố Điện Biên để tham gia trực. Khi đến thành phố Điện Biên, phối hợp với ban tổ chức và đơn vị sở tại, chúng tôi sẽ trinh sát thực địa, hoàn chỉnh, điều chỉnh, bổ sung phương án sẵn sàng chiến đấu ở các địa điểm mục tiêu được đảm nhiệm. Tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra sắp tới đây, cán bộ chiến sĩ binh chủng hóa học được giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn về hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân. Để làm tốt công tác phòng hóa, cán bộ chiến sĩ đã tổ chức luyện tập xử lý nhiều tình huống sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù thời tiết chuyển nắng nóng, việc huấn luyện với các trang bị phòng hóa càng trở nên vất vả, nhưng cán bộ chiến sĩ binh chủng vẫn luôn nỗ lực với tinh thần chủ động, bảo đảm an toàn cho lễ kỷ niệm. Quá trình huấn luyện thì chúng tôi kết hợp làm tốt công tác chuẩn bị về phần trang bị khí tài, đặc biệt là tập trung vào phần trang bị khí tài mới, phương tiện để cho thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thực hiện nhiệm vụ lần này thì quãng đường cơ động dài và nhiệm vụ khó khăn, có nhiều khó khăn và phức tạp, thì chúng tôi luôn xác định rõ về tinh thần, ý chí quyết tâm cũng như là nhận thức về hành động, thực hiện tốt các nội dung được cấp trên giao. Với cái tinh thần và quyết tâm, tinh thần, thái độ, trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ binh chủng học, khẳng định chúng tôi có thể đủ sức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm phòng hóa cho các lực lượng trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là báo cáo thị trưởng, đây là mình đang sử dụng chất mô phỏng và trên cái vòng tròn biểu thị này nó đúng. Trái phải bao nhiêu vậy? Trên dưới ạ? Trong những ngày này, cán bộ chiến sĩ hóa học tiếp tục luyện tập các phương án sát với khu vực, địa bàn, thực hiện nhiệm vụ tại Điện Biên. Cùng với đó là tăng cường tần suất báo động, cơ động sẵn sàng chiến đấu. Điều này giúp cho cán bộ chiến sĩ hóa học luôn có tinh thần chủ động cao nhất, sẵn sàng ứng phó tình huống, phối hợp với các lực lượng bảo đảm an toàn cho ngày đại lễ. Từ đó phát huy giá trị của chiến thắng lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu. Binh chủng hóa học thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.